Vâng, shop em lại gửi lời chào, lời kính chúc toàn thể các bác anh em đam mê đi bẫy gà rừng, bẫy cu gáy. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục giới thiệu cho bác ba cái mẫu lều ngụy trang để phục vụ anh em đi bẫy gà rừng, bẫy cu gáy, các bác đi vào rừng ngụy trang. Thì đầu tiên là cũng xin giới thiệu sơ qua về cái phương thức giao dịch bên em. Để anh em mua bán vui vẻ thành công, các bác điện trực tiếp theo hai số điện thoại chính của shop đặt hàng. Shop em luôn luôn là giao hàng tận nhà, nhận hàng các bác được quyền kiểm tra hàng đúng sản phẩm thì các bác thanh toán tiền nhé. Thì đầu tiên như thấy trên hình đây là hai cái mẫu lều hàng công nghiệp anh nhé, làng công nghiệp này, hàng này nhập khẩu từ Trung Quốc anh nhé. Hàng công nghiệp này giá thì tại thời điểm này là bên em vẫn đang bán cho bác giá là 350.000 đồng, bao ship tận nhà cho anh em nhé. Anh nhận hàng kiểm tra thanh toán, phụ kiện đi kèm thì nó chỉ có một cái túi đựng bên này anh em nhé, túi đựng có dạng khoác ba lô anh em nhé. Đấy. Đây là cái ở trong này thì nó có cái bốn ghim lèo anh em nhé, bốn ghim bằng inox để các bác ghim bốn xung quanh anh em nhé. Đấy, và cơ bản là nó có hai cái viên bạc, một cái là cao 1m và một cái là cao 1m2 anh em nhé. Đấy, cao 1m và 1m2, giá đồng giá là 350.000 đồng bao ship tận nhà. Đấy, đây như thấy trên hình đây là một cái mẫu một cửa chính anh nhé, một cửa chính là ba cửa sổ. Đấy, cửa sổ này thì dạng như bác thấy trên hình đây là cái dạng đây là cái loại có khóa nhà em, có khóa này. Đây là cái khóa, trong này thì cái màn tuyết màu đen anh em nhé, để các bác ở ngồi trong các bác có thể là nhìn ra anh em nhé, quan các bác quay video hay là dịch ra anh em nhé. Đấy, một cửa chính ba cửa sổ anh em nhé, giá là 350 một chiếc, đấy, bao ship tận nhà cho anh em. Để ra thanh toán anh em nhé, có hai khóa 1m và 1m2 đồng giá như nhau anh em nhé. Tiếp theo là giới thiệu cho bác một cái mẫu lều thủ công, lều vải nhé, lều vải hàng Việt Nam may, chất liệu của nó cũng là bằng vải nhé, bằng vải kaki rất là mỏng và mát, mẫu phiên bản mới anh em nhé. Đấy, phiên bản năm 2024 này nó rất là mỏng và mát, có màu lá cây khô. Đấy, màu lá ngụy trang anh em nhé. Đấy, cũng là cao 1m1 anh em nhé, rộng này. Đây là một cái tấm vải mỏng anh em nhé, tấm cửa sổ, và đây là cái cửa sổ để các bác quay video này, trong này có khóa anh em nhé, có khóa các bác có kéo lại. Đấy, một cửa chính và ba cửa sổ, hai cửa sổ là tấm lưới mở anh em nhé, tấm vải mở. Đấy, mẫu này thì rất là nhẹ, bên em là cái thiết kế cho bác là cái khung này, khung là chất liệu thép nhưng mà thép được bọc nhựa anh em nhé, bọc nhựa nên rất là bền. Đấy, một số cơ sở là họ may nhưng mà khung của nó là khung xếp, không bọc nhựa nên rất là nhanh hỏng anh em nhé, nên bị han ngay. Riêng nhà em bọc nhựa rồi nó rất là bền. Đấy, anh em có thể sử dụng trong vài năm vẫn ok nhé. Đấy, cao 1m1, rộng một váy vuông 1m anh nhé. Giá là 550.000 đồng. Đấy, bao ship toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán anh em nhé. Đi kèm cho bác cũng là một cái túi ba lô, dạng ba lô để các bác khoác đi rừng. Đấy, ngoài ra thì bên em cung cấp cho các bác một cái ba lô đựng lèo như này. Ba lô lèo đựng lèo này thì là có một ngăn chính nhé. Một ngăn chính này. Đấy, một ngăn chính và một ngăn phụ ở đây anh em nhé. Hai ngăn phụ anh em nhé, hai ngăn phụ này để anh em đựng đồ, các bác khoác đồ đi rừng được. Mẫu ba lô đựng lèo này giá là 250 một chiếc anh em nhé, bao ship tận nhà cho anh em, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Ngoài cũng cung cấp những ba mẫu lèo ngụy trang này thì bên em còn bán rất nhiều mẫu quần áo ngụy trang hay là ba lô ngụy trang, đồ đi rừng, đồ săn bắn anh em nhé. Đấy, một cái video rất là ngắn thôi, xin chào anh em, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Các bác xem video thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ anh em bạn bè cũng biết ạ. Xin chào, tạm biệt các bác.